Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 9 module led ma trận hai màu của môn thực hành vi điều khiển bit. Tiếp tục nội dung thứ tư, hiển thị ký tự kỳ quét hàng. Sang phần thư viện. Đầu tiên là khai báo thư viện chứa phong các ký tự ma trận. Khai báo mảng mã quét hàng gồm có 8 phần tử dùng để chứa 8 bài quét hàng. Định nghĩa số lượng ký tự là 40. Tiếp theo là khai báo mảng có tên là dữ liệu hiển thị, có dung lượng bằng số lượng ký tự nhân với 6. 6 ở đây là mỗi một ký tự gồm có 6 bài, cộng với 24 bài đầu và 24 bài cuối để thực hiện việc dịch dữ liệu. Khai báo số lượng ký tự. Tiếp theo là khai báo các mảng có tên là dữ liệu cột cố định gồm có 48 phần tử, dữ liệu cột dịch cũng có 48 phần tử, dữ liệu cột cố định đỏ 24 phần tử, dữ liệu cột cố định màu xanh 24 phần tử, dữ liệu cột dịch đỏ 24 ký tự, dữ liệu cột dịch xanh 24 ký tự và khai báo biến vị trí ký tự thứ nhất kiểu số nguyên 16 bit không dấu. Sau khi đã khai báo hết tất cả các biến mảng thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào hàm thứ 921. Hàm này có chức năng là lấy mã ký tự dịch. Khi gọi hàm này thì chúng ta sẽ trao cho nó biến là số lượng ký tự x, khai báo các biến, rồi gán biến n bằng 0. Trong hàm con này có 3 vòng lập for. Vòng lập for thứ nhất chạy từ 0 đến 23, có chức năng là xóa 24 ô nhớ đầu tiên để tắt led lúc bắt đầu dịch. Vòng lập for tiếp theo là lấy mã 6 bài cho từng ký tự của chuỗi hiển thị. Vòng lập for cuối cùng tiến hành xóa 24 bài sau cùng để tắt led lúc dịch hết dữ liệu. Hàm 922 sắp xếp lại các ký tự màu xanh gồm có 4 hàm con. Hàm đầu tiên là ký tự xanh số 1, khi gọi hàm này thì trao cho nó biến k. Thực hiện 6 lệnh gán, lấy phần tử thứ k cộng 3 của mảng dữ liệu hiển thị gán cho phần tử thứ 1 của dữ liệu cột cố định. Thông số 1 và 3 này xuất phát từ đâu? Chính là xuất phát từ cái bảng mà chúng ta đã gặp ở phần trước. 3 ở đây chính là cột xanh 3. 1 ở đây chính là gán cho phần tử thứ 1 của dữ liệu cột cố định. Lệnh tiếp theo là gán phần tử thứ k cộng 2 của mảng dữ liệu hiển thị cho phần tử thứ 3 của dữ liệu cột cố định. 2 ở đây chính là cột xanh 2. 3 ở đây chính là phần tử thứ 3 của dữ liệu cột cố định. Tương tự cho 4 lệnh gán còn lại. Với 6 lệnh gán của hàm ký tự xanh số 1 sẽ thực hiện cho các ô nhớ cột xanh 3, cột xanh 2, cột xanh 1, cột xanh 0, cột xanh 4, cột xanh 5. Hàm tiếp theo là ký tự xanh số 2 sẽ thực hiện cho các cột là cột xanh 6, cột xanh 7, cột xanh 11, cột xanh 10, cột xanh 9, cột xanh 8. Đây là hai hàm còn lại. Ký tự xanh số 3 và ký tự xanh số 4. Mỗi hàm có 6 lệnh gán giống như ký tự xanh số 1 và ký tự xanh số 2, thực hiện lệnh gán cho các cột xanh còn lại. Hàm 923 sắp xếp lại các ký tự đỏ cũng có 4 hàm giống như 4 ký tự xanh mới vừa trình bày. Hàm đầu tiên là ký tự đỏ số 1, khi gọi hàm này thì trao cho nó biến k và bên trong hàm này có 6 lệnh gán. Lệnh gán đầu tiên là lấy phần tử k cộng 3 của mảng dữ liệu hiển thị gán cho phần tử thứ 0 của mảng dữ liệu cột cố định. 3 ở đây chính là cột đỏ 3. 0 ở đây chính là gán cho bài thứ 0 của mảng dữ liệu cột cố định. Hàm tiếp theo là lấy phần tử K cộng 2 của mảng dữ liệu hiển thị gán cho phần tử thứ 2 của dữ liệu cột cố định. 2 ở đây chính là cột đỏ 2 và 2 ở đây chính là phần tử thứ 2. Tương tự cho 4 lệnh còn lại. Hàm ký tự đỏ số 2 cũng thực hiện 6 lệnh gán cho các ô nhớ tiếp theo. Và cuối cùng là hàm ký tự đỏ số 3, ký tự đỏ số 4 cũng thực hiện cho ký tự số 3 và ký tự số 4 màu đỏ. Hàm 924 có tên là sắp xếp vị trí 48 bài cột xanh. Khi gọi hàm này thì trao cho nó biến K1 8 bit. Nó sẽ gọi 4 hàm ký tự xanh số 1, 2, 3, 4 và trao cho 4 hàm này biến K1. 4 hàm này mới vừa trình bày. Tương tự hàm sắp xếp vị trí 48 bài cột đỏ, nó sẽ gọi 4 hàm ký tự đỏ số 1, 2, 3,
3, 4 và cũng trao cho 4 hàm này biến K1. Hàm sắp xếp vị trí xanh đỏ xen kẽ. Tiến hành gọi hàm ký tự xanh số 1, gọi hàm ký tự đỏ số 2, gọi hàm ký tự xanh số 3 và đỏ số 4. Hàm sắp xếp vị trí đỏ xanh, tiến hành gọi hàm ký tự đỏ số 1, xanh số 2, đỏ số 3 và xanh số 4. Hàm sắp xếp vị trí xanh xanh, đỏ đỏ, gọi hàm ký tự xanh số 1, xanh số 2, đỏ số 3, đỏ số 4. Hàm sắp xếp vị trí đỏ đỏ xanh xanh, tiến hành gọi hàm ký tự đỏ số 1, đỏ số 2, gọi hàm ký tự xanh số 3 và hàm ký tự xanh số 4. Sang hàm 925 gồm có 2 hàm. Đầu tiên là xóa dữ liệu 48 cột, thực hiện vòng lập for 48 lần, gán không cho 48 phần tử của dữ liệu cột cố định. Hàm copy 48 cột hiển thị cũng thực hiện vòng lập for 48 lần, lấy lần lượt từng phần tử của mảng dữ liệu cột cố định, gán cho dữ liệu cột dịch. Hàm 926, xuất 1 bit và 48 bit. Hàm này sau khi thực hiện xong sẽ trả về kết quả là số nguyên 8 bit, tên của hàm là xuất 1 bit. Khi gọi hàm này thì trao cho nó một biến 8 bit cần xuất đi và nó sẽ lấy ra bit thứ 0 để xuất. Định nghĩa bit LSP là bit thứ 0 của biến BX. Tiến hành thực hiện lệnh output bit SSDO LSP, tức là lấy bit thứ 0 của biến BX này xuất ra chân SSDO. Sau đó thực hiện lệnh output low SSCK và output high SSCK, xem như là tạo ra một xung để đẩy cái bit thứ 0 của biến BX này ra chân SSDO truyền vào các thanh ghi dịch. Sau đó thực hiện lệnh xoay phải biến BX 1 bit rồi trả kết quả BX về cho hàm nào gọi nó. Tiếp theo là hàm xuất 1 bit của 48 cột hiển thị. Bên trong có vòng lập for thực hiện 48 lần, bắt đầu với y bằng 0. Khi y bằng 0 thì tiến hành lấy phần tử thứ 0 của mảng dữ liệu cột dịch, trao cho hàm xuất 1 bit mới vừa trình bày. Hàm này sẽ tiến hành dịch bit thứ 0 rồi dịch phải BX, xem như là đẩy bit thứ 1 sang nằm ở vị trí thứ 0 để phục vụ cho lần dịch tiếp theo. Kết quả trả về sẽ gán lại cho phần tử thứ 0 của mảng dữ liệu cột dịch. Sau đó y tăng lên để tiến hành thực hiện phần tử tiếp theo và cứ như thế. Khi vòng lập for này kết thúc thì nó đã xuất 1 bit của mảng dữ liệu 48 cột ra LED để hiển thị. 927 gồm có 2 hàm copy. Hàm đầu tiên là copy 24 cột hiển thị màu xanh. Khi gọi hàm này thì trao cho nó biến K1, thực hiện vòng lập for 24 lần, lấy phần tử Y cộng K1 của mảng dữ liệu hiển thị, gán cho phần tử Y cộng K1 của mảng dữ liệu cột cố định xanh. Tương tự cho hàm copy 24 cột hiển thị đỏ, cũng lấy phần tử thứ y cộng K1 của mảng dữ liệu hiển thị, gán cho thứ y cộng với K1 của mảng dữ liệu cột cố định màu đỏ. Hàm copy 24 cột hiển thị xanh đỏ để dịch, thực hiện vòng lập for 48 lần. Với biến y chạy từ 0 đến 47, thực hiện lệnh gán, lấy phần tử thứ y của mảng dữ liệu cột cố định đỏ, gắn cho phần tử thứ y của mảng dữ liệu cột dịch D. D ở đây chính là đỏ. Tương tự cho lệnh gắn thứ hai. Hàm 929 là xóa dữ liệu 24 cột xanh đỏ, thực hiện vòng lập for 24 lần, tiến hành gắn 0 cho mảng dữ liệu cột cố định màu đỏ và gắn 0 cho dữ liệu cột cố định màu xanh. Tiếp theo là hàm hiển thị ma trận theo kiểu quét hàng. Khi gọi hàm này thì trao cho nó một hằng số lưu vào biến CK, chính là chu kỳ quét. Thực hiện vòng lập for để thực hiện số chu kỳ quét với biến y bắt đầu từ 0. Điều kiện để tiếp tục làm là y còn nhỏ hơn CK và sẽ kết thúc khi y bằng CK. Gọi hàm copy 48 cột để hiển thị. Và bên trong có tiếp vòng lập for thứ hai, thực hiện 8 lần để quét cho 8 hàng. Mỗi lần như thế thì sẽ gọi hàm xuất 1 bit của 48 cột hiển thị đã trình bày. Gọi hàm xuất 2 byte là lấy byte mã quét hàng tương ứng với phần tử G bằng 0. Xuất ra thành ghi dịch MBI 5026 để điều khiển một hàng.
chính là hàng thứ không khi G bằng 0. Thực hiện lệnh output 2 RCK mà trận LED, output low RCK mà trận LED. Hai hàm này có chức năng là tạo xung để kích cho thanh ghi dịch, chuyển dữ liệu từ tầng thanh ghi dịch sang tầng lưu trữ và xuất ra ngoài. Gọi hàm delay 500 micro giây, rồi sau đó gọi hàm xuất ma trận LED, trao cho nó 4 vật 0 để tiến hành tắt hàng đã xuất, rồi tăng G lên 1 để quét hàng tiếp theo. Và cứ như thế, khi G bằng 8 thì nó đã quét xong 8 hàng, rồi trở lại thực hiện chu kỳ tiếp theo. Cho đến khi hết tất cả các chu kỳ quét thì hàm này sẽ kết thúc. Phần thư viện của kiểu quét hàng đã trình bày xong. Các bạn xem có phần nào chưa hiểu thì chúng ta trao đổi thêm. Và cũng lưu ý là trong các bài quét hàng có sử dụng lại một số hàm đã trình bày ở kiểu quét cột. Ở đây không trình bày lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiếp tục xem các video tiếp theo.